chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân không biết lợi ích trong đời sau nếu là người thông minh họ không nóng lòng với lợi ích trước mắt họ xem trọng lợi ích của đời sau và tích công lũy đức người xưa của trung hoa có nói đời đời kiếp kiếp tích công lũy đức năm đời đến mười đời quả báo là đại phú đại quý đế dương và tiếng xoáy ở thế gian họ không phải là đời này tôi tu thì đời này hưởng hết Vậy từ đời sau không còn nữa họ phải tích lũy người hiện nay không tin có rất nhiều người hiện nay không tin có đời sao vậy thì hết cách cho nên họ có được địa vị họ có được tài sản nhất định phải hưởng thụ hết trong đời này không tin có đời sao người xưa tin cho nên người xưa biết tu tích đời sau tốt người hiện nay không biết tích phước luôn hưởng thụ còn bội chi vượt hơn chút ít phước báo mà bản thân tu được vượt hơn rồi cho nên tiêu phước báo rất nhanh thọ mạng chưa hết thì họ đã tiêu hết phước báo rồi Tiêu hết thì thế nào? Ngàn ngữ có câu Lộc tận thì người giống Họ vẫn còn thọ mạng Nhưng họ đã hưởng hết phước báo rồi Họ không biết tiếc phước Nên họ phải qua đời sớm hơn ở xã hội hiện nay hàng người này rất nhiều chúng ta nhìn thấy rồi chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ có thể học theo họ không không thể nhất định phải tiết phước quý vị xem lão hòa thượng hải hiện một hạt cơm rơi trên bàn rơi xuống đất ngài đều nhặt lên lấy nước rửa sạch sẽ rồi ăn vì sao vậy tiết phước ngài còn kể lại hai câu chuyện tiết phước rất thú vị kể đường Thái Tông Vào lúc nửa đêm ông đói rồi Kêu người nấu chút điểm tâm mang lên Có một sợi mì rơi trong chiếc ủng Ông liền nhặt nó lên và ăn Nên Thượng Đế kéo dài 20 năm tuổi thọ cho ông Vị vua này Cả việc nhỏ như vậy Ông cũng có thể quý trọng Thì biết được ông sẽ yêu thương nhân dân Đây là một hoàng đế tốt Ngay cả một chút ít cũng không lãng phí Xem một sợi mì cũng quý giá như vậy Nên tăng thêm 20 năm tuổi thọ Lão Hòa Thượng kể rất hay Sau cùng nói với họ đây chỉ là câu chuyện không nhất thiết cho là thật những ý nghĩa rất hay chính xác không có sai sót con người nhất định phải tiếc phước làm gì cũng không thể quá đáng xã hội hiện tại trùng trùng chúng sanh chính là một cái hiện tượng quả báo hiện thực là sự thật của quả báo bày ra trước mắt chúng ta chúng ta không nhìn ra không nhìn ra thì gọi là ngu si mê hoặc biên đảo bạn có thể nhìn ra được bạn liền khai trí huệ tính cảnh giác của bạn đã cao rồi biết được cần phải có cái chủ tâm như thế nào làm người như thế nào đoạn hết thảy ác tu tất cả thiện mới thật sự đối với Phật Bồ Tát đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thực sự năm dốc sát đất thực sự khâm phục mới biết được không thể không học dưới đây nói ra sự thật cụ thể toán giảm tắt bừng hao vì sao bị giảm vậy tổn giảm phước báo của bạn tổn giảm thọ mạng của bạn đây là bạn tạo ác phước báo ít rồi thì nghèo thôi hao là tiêu tán Đa phùng ưu hoạn Đây là nói chuyện mà cả đời bạn Gặp phải Gặp phải là hung tai Gặp phải là hoạn nạn Bạn ở trong xã hội này Người ta nhìn thấy bạn Đều ghét bỏ bạn Chán ghét bạn Nhân giai ú chi Hình họa tùy chi bởi vì bạn tạo tác bất thiện bạn sẽ bị pháp luật xã hội chế tài đây là hình phạt họa là những cái mà chúng ta hiện nay gọi là thiên tai nhân họa bạn sẽ thường xuyên gặp phải nhưng hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy cái gì là thiện cái gì là ác không hiểu rõ ràng vậy thì khó rồi kiết hôn họa phước đích thực là ở trong một niệm cái niệm này xem bạn chuyển biến như thế nào nếu như vẫn là tiếp tục tạo nghiệp vẫn là tiếp tục có tâm bất thiện vậy thì thật sự giống như phật đã nói là miễn nghiệp mênh mông biển khổ vô biên Biến nghiệp là bạn tạo tác Biến khổ là bạn phải thọ báo Trong đời quá khứ Tuy là có được một chút dư phước Bạn sẽ hưởng hết rất nhanh Huống hồ là Trong đời sống thường ngày Là không biết tiếc phước Bạn có phước báo lớn bao nhiêu Thì bạn hưởng được mấy ngày chứ Ấn quan Đại Sư cả đời Ngài Dạy người tiếc phước Bất luận là gặp được người nào Thì luôn luôn khuyên bảo Khi ăn cơm thì Phải ăn hết thật sạch sẽ Một hạt cũng không bỏ thừa Không lãng phí Là tích phước Khi chính mình ăn cơm Thì phải nghĩ đến người khác Trong thiên hạ Vẫn còn biết bao nhiêu người quản nạn Không có cơm để ăn Mặc áo thì Mặc thật sạch sẽ Gọn gàng chính tề Là tiếc phước Quần áo mặc bị rách rồi thì cũng không sao Có thể giá lại mà Chỉ cần giặt sạch sẽ Chỉ cần có thể che thân Có thể giữ ấm cơ thể Là tốt rồi Trong thế gian chúng sanh khổ nạn Không có quần áo để mặc Vẫn còn rất nhiều niệm niệm đều có thể nghĩ đến hết thầy chúng sanh hơn nữa còn tận tâm tận lực giúp đỡ hết thầy chúng sanh thường hay giữ cái tâm như vậy vậy là thiện tâm rồi Trong đời sống thường ngày Không thể không lưu ý Người chân thật tu hành Thì một mảnh giấy cũng không lãng phí Giấc lực có được Là không dễ dàng Tuy là ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt Nhưng cũng phải kiên dẹp cũng không thể lãng phí Có thể tiết kiệm Thì tận hết khả năng mà tiết kiệm Bạn sẽ có dư phước hưởng không hết Nếu mặc tình lãng phí Thì phước báo của bạn Sẽ không bao lâu liền hưởng hết Sau khi hưởng hết rồi mà vẫn còn thỏa mãn Thì bạn cũng phải chết Vì sao vậy? Vì phước đã hết rồi Lọc hết rồi thì người phải chết Bạn có thọ mạng 100 năm Nhưng mà phước báo của bạn Mới 60 tuổi đã hưởng hết rồi Vậy thì 60 tuổi bạn phải chết Nếu như nói bạn thọ mạng là 60 tuổi Bạn là một đời tiếc phước Khi đủ 60 tuổi mà phước báo của bạn vẫn chưa hưởng hết Thì thọ mạng của bạn sẽ được kéo dài bạn nhất định ở ngay trong đời này đem phước báo hưởng hết người hiện nay thật ra mà nói họ hưởng thụ đó đều là như phước của đời trước trong đời này họ chỉ hưởng phước họ không tu phước cái đạo lý này người thế gian hiện nay chẳng mấy ai xem trọng nói với họ họ cũng chưa chắc chịu tin người học phật thường thường tiếp xúc với kinh giáo của thánh nhân cơ hội được nghe chân tướng sự thật của những lý luận này tương đối nhiều vì sao mà không chuyển đổi lại được là vì bị sự ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội đại đa số mọi người không tin những gì phật bồ tát nói chưa chắc là thật cho nên chúng ta nhìn thấy được có rất nhiều rất nhiều người học phật đều là mang theo thái độ hoài nghi để học phật do đó tuy là nghe được rõ ràng nghe được minh bạch rồi nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì vẫn là tùy thuận theo cảnh giới mà bị xoay chuyển không thể quay đầu trở lại phật thường nói quay đầu là bờ họ không thể quay đầu lại cho nên tuổi thọ hết phải chết Sau khi chết rồi vẫn còn dư ương. Cái dư ương này là trăm luân trong tam độ. Trong địa ngục ngạ quỷ xúc sanh ba đường ác. Ác đạo dễ vào mà ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải là nói một khi đã chết là hết chết rồi thì cái gì cũng không còn nếu như thật sự mà chết rồi là hết vậy thì chúng ta không cần phải học phật mà chân tướng sự thật là chết rồi sẽ rất khủng khiếp đây là lời thật tôi nói những lời này ở trên giảng đài đã giảng mấy mươi năm rồi sau khi chết thì không có cách để cứu phải nên nhân lúc hơi thở còn chưa đoạn dứt quay đầu vẫn còn kịp phật độ chúng sanh ở trên kinh luận nói rất hay trong sáu cõi vì sao phật lại thể hiện làm phật ở nhân gian vì sao trong năm cõi còn lại đều không thể thể hiện làm phật vậy đây là nói rõ trong cõi người tuy là khổ nhưng dễ quay đầu cõi trời vui nhiều khổ ít Rất khó giác ngộ Đây cũng chính là nói Phú quý học đạo nan Trong tam đồ thì lại quá khổ Không có tâm tình gì để học Phật được cho nên phật độ họ cũng rất khó khăn duy chỉ có cõi người khổ nhiều vui ít nhưng tương đối dễ dàng giác ngộ dễ dàng tiếp nhận giáo huấn của phật chúng ta nhất định phải hiểu được chân tướng sự thật của nhân gian thân người khó được mà dễ mất trong lục đạo có được thân người là vô cùng không dễ dàng trên kinh luận có rất nhiều thí dụ phật pháp khó nghe nghe phật pháp Quan trọng nhất Là chính mình phải có cái tâm hiếu học chân thật Vì sao vậy? Chân thật có tâm hiếu học Là chính mình có thể cảm Phật Bồ Tát liệt có ứng Phật ở trên kinh nói Phật thị môn trung bất xả nhất nhân Những lời này là thật Chúng ta không có thật tâm để học Thì Phật Bồ Tát không đến Bạn dùng vọng tâm để học Phật Hư tình giả ý để học Phật Thì không thể nào cảm ứng với Phật Bồ Tát Cảm ứng với ai vậy? Là cảm ứng với yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái sẽ biến thành hình tượng của Phật Bồ Tát để đến dụ hoặc bạn là giả Phật chứ không phải là Phật thật chân tâm thì cảm ứng được Phật thật còn vọng tâm thì cảm ứng được Phật giả cái thời đại này con người đều là hư tình giả ý cho nên cảm ứng Phật Bồ Tát thị hiện Đều là ma dương ba tuần biến hiện ra Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Tà sư thuyết pháp như các sông hằng Những tà sư này cũng khoác áo cà sa Cũng là mang tướng tỳ kheo xuất gia Nhưng họ là ai vậy? Là yêu ma quỷ quái Họ dạy cho bạn tạo nghiệp vẫn nhắc mạng đi vào trong tam độ Họ làm là những sự việc này Chúng ta là phàm phu mắt thịt Không thể nhận biết được Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là 50 loại ấm ma Các vị đọc qua thì sẽ biết Cảnh giới của ma thì phàm phu chúng ta nhất định không thể nào nhận biết ra được đó là ma cảnh tuyệt đại đa số mọi người đều xem cảnh giới đó là cảnh giới phật cho rằng là phật thật bạn không đọc lăng nghiêm thì bạn sẽ không hiểu được những sự tình này cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Chỗ thuyết hết thầy Pháp tương lai bộ kinh đầu tiên Bị tiêu diệt Chính là kinh Lăng Nghiêm Vì sao mà bộ kinh đầu tiên Bị tiêu diệt là kinh Lăng Nghiêm vậy Ngày trước khi tôi học giảng kinh Với Lý Lão Sư Chủ tu chính là kinh Lăng Nghiêm trong bộ kinh này tôi đã có sự thể hội rất sâu sắc bộ kinh này nếu như lưu lại ở thế gian thì ma sẽ không được thuận lợi đối với ma mà nói đây là chướng ngại lớn nhất chúng ta có cái năng lực phân biệt phân biệt thế nào là phật thế nào là ma kinh lăng nghiêm chính là tiêu chuẩn lúc trước tôi đã giảng qua kinh lăng nghiêm tôi nói kinh lăng nghiêm là kính chiếu yêu Kinh Lăng Nghiêm không còn nữa Kinh Lăng Nghiêm bị tiêu diệt rồi Thì ma sẽ rất thuận tiện Vì bạn không thể nhận ra Bạn nhất định sẽ xem họ là Phật Bồ Tát Bạn cùng họ tu học Tương lai sẽ đi vào ba đường ác Đều biến thành ma tử ma tôn Cho nên Kinh Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước tiên Trên Kinh Pháp Diệt Tận Phật nói Kinh vô lượng thọ sẽ bị diệt sau cùng Hết thể Phật Pháp bị diệt tận Thì một câu danh hiệu a di Đà Phật này Vẫn còn có thể cứu độ Vô lượng chúng sanh Giáng sanh tịnh độ Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Phải hiểu được cái đạo lý này còn chút hơi thở Thì quay đầu vẫn còn kịp Đợi đến khi chết Thì không còn kịp nữa rồi Khi bạn chết Thì bạn không quay đầu được huống hộ là những người Khi sắp lâm chung Có mấy người đầu óc còn tỉnh táo Bạn có thể đảm bảo Chắc chắn khi bạn ra đi Đầu óc bạn vẫn tỉnh táo được hay không Đầu óc không tỉnh táo thì không thể giảng sanh Đầu óc mà tỉnh táo Khi lâm chung một điểm sau cùng Là A-di-đà Phật Thì vẫn có thể giảng sanh Bạn có nắm chắc được Bảo đảm được khi bạn chết Đầu óc bạn vẫn tỉnh táo hay không nếu như bạn không có cái lòng tin này Vậy thì ngay từ bây giờ Phải nỗ lực đoạn hết thầy ác Tu hết thảy thiện Vì đời kiếp sau mà Suy nghĩ Đây là người thông minh Đây là người chân thật có trí huệ Chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui Người tạo ác Tâm ác Ngôn ác hành ác Các khánh nghĩa là sự việc tốt lành Họ đều không gặp được Họ gặp được đều là tai họa Chữ tị Thì ở trong chú giải Giải thích ý nghĩa là Cầu không được Những mong cầu của bạn Thì không đạt được Không thể xứng tâm Không thể dựa ý Trong chú giải có mấy câu nói này Nói được rất hay Thiên đạo vô thân Cái chữ thân này Là nói tư lợi Nói tình riêng Chư Phật Bồ Tát không có Thiên địa quỷ thần cũng không có Duy thân thiện nhân Nghĩa là chỉ cần con người tâm thiện hành thiện Thì chư Phật Bồ Tát Thiên Long Thiện Thần liền tự nhiên đến thân cận người đó Đây là đạo lý Đồng sanh tương ứng Là cái đạo lý này Trên kinh dịch có nói Nhân dĩ loại tụ Vật dĩ quần phân Cũng là cái đạo lý này cái gọi là chí hướng hợp nhau phật bồ tát thiện thiên long thiện thần cũng thiện nhìn thấy con người của bạn là người thiện thì sẽ tự nhiên tìm đến nhau những hành vi của bạn bất thiện cho nên hoàn toàn thành xa lạ bạn không thích họ họ cũng không ưa thích bạn Như vậy thì gọi là Các khánh tị chi Cho nên một con người Mà chân thật giác ngộ rồi Giác ngộ điều gì? Thiện ác lợi hại Chỉ cần bạn minh bạch được cái đạo lý này thì bạn thường thường có thể thân cận thiện thần Được Phật Bồ Tát chiếu cố Một người quả nhiên Có thể phát tâm Có nghị lực kiên định Để sửa lỗi đổi mới có câu cung kỷ thuận thiên chữ cung là cung thận cung kính cẩn thận thuận thiên chữ thiên ở đây nghĩa là đại biểu cho thiện hạnh tu thập thiện nghiệp đạo mới có thể sanh thiên Thiên nhân là thiện tâm thiện hạnh Liền tự nhiên Sẽ cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát Thiên địa thiện thần Bạn gặp được là Cá tường Là phước lợi Nếu như tâm hạnh của bạn Tương phản với những gì đã nói ở trên Tâm ác Khẩu ác Hành ác Thế gian này Khả năng bạn gặp phải Hình phạt Sẽ rất nhiều hình phạt của thế gian là sự trừng trị của pháp luật bị phán quyết ngồi tù pháp luật thế gian có đủ loại hình phạt dành cho bạn đây là việc rất rõ ràng còn những thứ mà mắt thường bạn nhìn không thấy đó là quỷ thần thiên địa đang ghi chép Bạn trong đời quá khứ có tu phước Bởi vì tạo ác nghiệp mà cái phước này Bị tổn giảm Trong đời quá khứ đã tu thích được thọ mãn Hiện nay cũng bị giảm ngắn lại Việc tốt lành, việc mừng vui Sẽ đều tránh xa bạn việc hung tay hỏa hoạn thì lại thường kéo đến bạn không có cách nào để tránh khỏi là ác nghiệp kiêu cảm bạn phải nên hiểu được xã hội hiện tại trùng trùng chúng sanh chính là một cái hiện tượng quả báo hiện thực là sự thật của quả báo bày ra trước mắt chúng ta chúng ta không nhìn ra không nhìn ra thì gọi là ngu si mê hoặc điên đảo bạn có thể nhìn ra được bạn liền khai trí huệ tính cảnh giác của bạn đã cao rồi biết được cần phải có cái chủ tâm như thế nào làm người như thế nào đoạn hết thảy ác tu tất cả thiện mới thật sự đối với phật bồ tát đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thực sự năm dốc sát đất thực sự khâm phục mới biết được không thể không học dưới đây nói ra sự thật cụ thể toán giảm tắt bừng hao vì sao bị giảm vậy tổn giảm phước báo của bạn tổn giảm thọ mạng của bạn đây là bạn tạo ác phước báo ít rồi thì nghèo thôi Hao là tiêu tán Đa phùng ưu hoạn Đây là nói chuyện mà cả đời bạn Gặp phải Gặp phải là hung tai Gặp phải là hoạn nạn Bạn ở trong xã hội này Người ta nhìn thấy bạn Đều ghét bỏ bạn chán ghét bạn Nhân giai ố chi Hình họa tùy chi Bởi vì bạn tạo tác bất thiện Bạn sẽ bị pháp luật Xã hội chế tài Đây là hình phạt Họa là những cái mà Chúng ta hiện nay Gọi là thiên tai nhân họa bạn sẽ thường xuyên gặp phải nhưng hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy cái gì là thiện cái gì là ác không hiểu rõ ràng vậy thì khó rồi người có thể phân biệt lợi hại thiện ác trong xã hội hiện nay được xem là người thượng căn ở trong ngàn vạn người thành thật mà nói khó có được ba đến năm người tuyệt đại đa số con người không biết lợi hại không hiểu được thiện ác thấy ác cho là thiện thấy thiện cho là ác thấy cái lợi đích thực cho là hại thấy hại cho là lợi bạn nói với họ họ cũng không tin họ cũng không thể tiếp nhận họ nói bạn nói cách nói này là lỗi thời rồi bạn là mê tín loại người này thì ở trên kinh phật gọi là nhất xiển đề Nhất xiển đề là tiếng phạn Ý nghĩa của nó là Người không có thiện căn Người không có thiện căn Thì Phật Bồ Tát không thể giúp họ được Tại vì sao không thể giúp đỡ được vậy Là không chịu tiếp nhận Người thật sự có thể nhận biết chân vọng tà chánh thị phi thiện ác lợi hại trên kinh phật gọi là người thượng căn chúng ta thật sự thuộc vào loại hạ căn chỉ cần cố gắng nỗ lực học tập cũng sẽ tăng trưởng cũng sẽ nâng lên cao chúng ta từ hạ hạ căng có thể nâng lên thành hạ thượng căng từ hạ thượng căng có thể nâng lên thành trung thượng căng nỗ lực tu học thì cái công phu này sẽ không uổng phí cứ dần dần trong khoảng tám năm mười năm hai mươi ba mươi năm chúng ta cũng có thể nâng lên đến thượng thượng căn đây chính là gặp duyên không đồng mà thiện đạo đại sư đã nói trong quán kinh chúng ta có thể thân cận thiện tri thức chân thật có thể thân cận chư phật bồ tát cái nhân duyên quý báu này phải nắm lấy phải giữ thật chắc trong những năm tháng còn lại này nhất định phải có thành tựu cái thành tựu này trước tiên hiểu rõ triệt để đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. bằng hiểu rõ triệt để, bạn mới chân thật đoạn ác tu thiện. bạn mới thật sự biết quay đầu. bạn không thể quay đầu là do chưa hiểu rõ. bạn không khắc phục nổi tập khí của chính mình. bạn không lìa nổi ma chướng của chính mình đây là trên kinh phật thường nói là kẻ đáng thương xót nhà phật nói tiêu tai miễn nạn thì niệm phật là pháp môn thù thắng đệ nhất Chúng sanh Nghiệp chướng cực nặng Trong Phật Pháp Có tám dạng bốn ngàn Pháp môn Bất kỳ một Pháp môn nào Cũng không có hiệu quả Cũng chính là nói không thể cứu được họ Sau cùng chỉ còn có Pháp môn niệm Phật Là có thể giúp họ giải nguy cứu nạn Họ y theo pháp môn niệm Phật Thì vẫn có thể được độ như thường Niệm Phật ở trong Phật môn là pháp môn Để nhất thù thắng Cho nên Mười phương thế giới hết thảy chư Phật như Lai Đều tán thán đối với A-di-đà Phật Xưng A-di-đà Phật là quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Chính là cái đạo lý này